Vâng, lại là một dòng xe nội trợ. Đây là một chiếc Mini Châu, một chiếc xe mini đời cổ, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đây là một chiếc xe hàng nội địa Nhật nhé. Thương hiệu rất nổi tiếng là của Maruti. Một chiếc xe Mini Châu màu xanh ngọc thép cổ rắc co, cực kỳ đẹp mắt. Các bác ưa những chiếc xe hoài cổ như thế này thì dình ngày em nói về nhé. Chiếc xe này em đánh giá độ chất, độ nguyên bản của nó là rất cao. Mang mã số là E190 các bác. Màu xanh ngọc E190 nhá. Mini Châu xích hộp. Với bộ phanh châu của nó, bộ phanh đặc trưng. Bộ ghi đông cũng như là vô tăng. Nó kết cấu lên một chiếc xe Mini Châu đời cổ. Rất đẹp luôn. Xe này thì siêu bền rồi. Siêu bền rồi các bác. Các bác đang xem video thì vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh để follow, theo dõi những mẫu xe mới nhất bên em. Các loại dòng xe từ là xe MTB, thể thao địa hình, hay là xe touring, thể thao du lịch, xe road bike, thể thao đua, cũng như các dòng xe nội trợ mini, mini xích hộp, là mini châu, chạy dây cu roa, trục lắp, chạy trục các đăng đấy. Và một số dòng xe trẻ em, xe đua của trẻ em, hay là những dòng xe ba bánh của Nhật, rất tiện lợi cho nội trợ. Và như thường lệ, em sẽ đi giới thiệu tổng quan của xe, mặt trái, mặt phải, trước sau. Sau đó sẽ đi chi tiết cấu hình và báo giá cho các bác nhé. Đầu tiên em sẽ đi này. Mặt sườn phải của xe đây các bác. Con này có bản dọa hàng, bản rộng các bác. Con này có bản dọa hàng là bản rộng nhé. Dọa hàng inox luôn. Dọa hàng của Nhật luôn đấy các bác. Dọa hàng thông thường của bên em là nhập là thì đều dọa hàng của Mizanta nhé. Dọa hàng của Mizanta. Bản thân chiếc xe này bên đấy nó cũng trang bị được dọa hàng. Tuy nhiên để ra bãi rồi thì nó dọa hàng nó cũng có thể bị hư hỏng. Thì bên em nhập hàng bãi để dọa hàng để lắp lại cho các bác. Có thể có những chiếc thì còn nguyên dọa. Tuy nhiên nó cũng sẽ không được chất, chất lượng nó sẽ không bằng những chiếc dọa hàng mới này đâu nhá. Dọa hàng Nhật của Mizanta luôn đấy các bác. Dọa hàng đũa, đũa to luôn, bản rộng luôn. Đây, các bác nhìn đũa phanh của nó này. Đũa dây phanh, đũa phanh. Kết cấu lên một chiếc Mizanta, một chiếc Mini Châu của Maruti. Maruti rất nổi tiếng về dòng xe nội trợ rồi. Dòng xe mini, đặc biệt là xe trục chạy trục các đăng của Maruti. Chất lượng thì ok, miễn bàn rồi các bác nhé. Mạng sườn trái của xe đây. Chân trống của xe là chân trống gọng thép, bán thép luôn. Sơn màu trắng. Sau của xe này. In là kiểu dáng in béo à. In béo. Và mời các bác xem chi tiết cấu hình của nó nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết cấu hình của nó các bác xem. Cọc pin của nó là nhôm trắng này, nguyên zin này. Này khóa hồng thì nó nằm bên mạng sườn trái nhé. Khóa hồng nguyên zin của nó. Khóa hồng tháo lắp nâng hạ cọc pin cũng như các ba ga đấy. In của nó là in béo, in da, rất êm, đệm mút dày. Đệm mút dày luôn. Nguyên zin của nó luôn. Con này không có sóc. Tuy nhiên là in này là in béo, ngồi rất êm luôn, da màu đen. Các ba ga của nó là các ba ga. Các ba ga là sơn. Gọng các ba ga là đũa, các ba ga là ở phía trong là inox rồi các bác. Phía ngoài là có phủ sơn. Dè của nó là dè, dè nhôm. Dè nhôm luôn. Dè nhôm mạ si màu ghi. Đũa dè là đũa mạ inox, sáng choang luôn. Vành xe là vành inox luôn nha các bác, vành inox. Vành của Area, vành zin của Nhật luôn. Có gân này, hai gân phía như trung tâm vành. Rất đẹp luôn. Lốp là lốp lốp này lốp của DRC rồi các bác. Lốp này lốp của DRC, lốp bên em thay mới rồi. Thông số bánh con này chỉ bánh 26 nhá. 26 x 13/8. Với cấu hình bánh lốp chiếc xe này thì các bác lên chiều cao 1m50 là đi ok rồi. Mayer sau của nó. Mayer sau và Mayer nguyên zin theo xe nha các bác. Rồi, Mayer nhôm, nhôm mạ nguyên zin theo xe. Xích hộp nguyên zin của nó luôn, hộp xích này. Hộp xích của Nhật nguyên zin theo xe luôn. Xe là màu xanh ngọc, đây các vết bụi thời lau nó sạch nhá. Có cái đầu nối giắc co, mối hàn giắc co, thép cổ luôn.
Với là dòng thép này thì cực kỳ bền, nó còn tốt hơn một số dòng nhôm bình thường nhé. Nhôm 6061 là không xi nhê gì với nó đâu, nó phải tương đương với hệ nhôm 7005 đấy các bác. Rất chất. Tem kiểm định BAA này, tem xốp Asahi này. Đó. Còn lại xích chạy cực kỳ bon luôn. Đùi nguyên zin của nó nhá, đùi nhôm nguyên zin của nó luôn. Khắc số ở mặt sau của đùi đây. Pedal con này là pedal nhựa đúc. Phản quang hai mặt màu vàng. Trái phải nó đồng bộ luôn. Tem an ninh này, tem màu vàng này. Mã số E190 các bác nhớ nhá. Đấy, xe của Marusi. Thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Cọc vô tăng cũng như vô tăng và ghi đông của nó là mạ inox sáng choang luôn. Hay là đũa cũng là đũa mạ inox luôn. Đũa sáng choang luôn các bác ạ. Chuông là chuông màu đỏ, chuông kéo cơ của Nhật, rất kêu. Phanh trước của xe là phanh gọng C nguyên zin, phanh của đi compact nguyên zin theo xe luôn, gọng C, ba mảnh nhôm nhá. Đấy, càng này, mũi giác cò này, rất đẹp. Logo của Marusi đây các bác. Chữ M Marusi. Đấy, kể cả trên bát của cổ Ford đây, bát của cổ Ford cũng có tem chữ Marusi nguyên zin của nó nhá. Đũa đây, đũa phanh của nó này. Đũa inox luôn. Phanh trước kiểu phanh rắn luôn rồi các bác. Phanh rắn gọng C, ba mảnh nhôm. Rè trước của nó là rè nhôm mạ luôn, đũa rè mạ inox. Đấy, vành trước của vành inox. Lốp là lốp thay mới của DJC. Phản quang bánh trước bánh sau là đều là màu vàng nha các bác. Con này chiếc đèn của nó là đèn sợi đốt rồi các bác, đèn bầu cổ nhá. Nguyên zin. Theo xe luôn rồi. Mayer thì Mayer của Shimano, Mayer phát điện của Shimano. Shimano Nexus nhá. Phanh sau con này là phanh ổ rồi. Phanh sau là phanh ổ, dòng xe này phanh sau của nó thường là phanh ổ nha các bác. Đấy, chân trống là chân trống gọng thép báng thép. Đùi dè thì có một miếng phản quang màu đỏ, chiếc đèn phản quang màu đỏ rồi. Xe trang bị full đồ nhá, có gác ba gà, có dọ hàng, có đèn đi ban đêm. Một chiếc mini châu màu xanh ngọc rất đẹp. Đấy, màu này là màu nguyên zin của nó luôn. Đấy, với tính năng rất bền về màu cũng như là về chất liệu, với khung sườn là thép cổ. Các bác yêu thích mã này thì alo cho em nhé. Và giá em bán giao lưu với các bác là 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng các bác, đã bao gồm phí ship nhé. Bác nhớ đọc điện thoại. Số đấy cũng số Zalo mở của em luôn, ghi ở trên video chạy trên tiêu đề. Khi các bác nhớ điện thoại và gọi cho em, hoặc là gọi Zalo cũng được. Em sẽ tư vấn cho các bác, và các bác nhớ mã xe khi em lên xe nhé. Con nào không có mã thì các bác gọi cho em, em sẽ check mã cho các bác. Bác nhớ đón xem những mẫu xe tiếp theo của em nhé. Vâng, lại là một dòng xe nội trợ. Con này là trong một series xe nội trợ của em. Em lên cho các bác. Đó là một dòng xe của Marusi, chạy trục cắt đăng, xe trục lắp. Với cấu hình bánh 26. Thì các bác lên chiều cao cho em chiếc xe này là 1m50 trở lên đi ok nhá, đi đẹp luôn. Một chiếc trục lắp dáng cào cào. Màu trắng tinh khôi, rất đẹp khung sườn. Khung sườn của nó chủ yếu đạo là màu trắng nhá, và pha lẫn màu ghi xám. Các bác đang xem video thì vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh để follow theo dõi những mẫu xe mới nhất bên em. Bên em có rất nhiều dòng xe, từ xe trẻ em cho đến người lớn, thể thao. Đấy, thể thao du lịch, thể thao địa hình, thể thao đua, cũng như là dòng xe nội trợ. Có các dòng xe như là trục lắp, chạy dây cura, xích hộp, mini châu, rồi mini xe cổ. Ngoài ra còn nhiều dòng xe như xe ba bánh, đấy, xe điện, xe thể thao trợ lực. Đấy, rất nhiều các bác ạ, các bác ưng mẫu nào thì cứ alo cho em, số điện thoại em để chạy trên video, ghi như phần tiêu đề. Như thường lệ thì em sẽ đi xung quanh của xe, mạn trái, mạn phải, trước sau. Sau đó em sẽ đi chi tiết và báo giá cho các bác xem. Đây là một chiếc Marusi bản hút nêu, chạy trục cắt đăng. Với cấu hình khung sườn của nó là thép cổ, có mối hàn giác co. Đặc trưng của Marusi rồi các bác.
Đây là một thương hiệu Marusi nhưng là lắp giỏ hàng của Bridgestone. Giỏ hàng của nó thì Miranta, Marusi hay Bridgestone đều có nhá. Nó đều là giỏ hàng inox được kiểm định sản xuất tại Nhật, rất chỉ là gắt gao rồi. Thiết kế bô tăng ghi đồng dáng cào cào này các bác này. Mã xe là 322 nha các bác. Các bác nhớ mã xe nhá. E322. E322. Và mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe. Cuối là em sẽ báo giá cho các bác xem. Cọc in của nó là cọc mạ rồi. Cọc in nhôm mạ. Nhôm mạ inox sáng choang luôn, nguyên zin. In cũng nguyên zin luôn. In có hai sóc so sau nhá. Ngồi rất êm luôn. Gác ba ga của nó là gác ba ga gọng. Gọng gác ba ga là gọng đũa nhôm rồi. Đũa nhôm, mạ sơn màu ghi. Phía càng sau này nó cũng là sơn màu ghi luôn. Đấy, trục lắp của nó này, trục lắp và càng phụ của nó cũng là sơn màu ghi luôn nhá. Đấy, cùi đè của Shimano, con này nó chạy đùm 3 số của Shimano Nexus. Đùm 3 số của Shimano Nexus nhá. Vành xe là vành inox rồi, vành inox của Nhật luôn, nguyên zin theo xe. Lốp con này là thấy tên lốp. Lốp con này khả năng lốp Nhật rồi các bác. Để sang bên là có chữ em sẽ đọc cho các bác. Thông số con này 727. Thông số bánh 27 x 13/8 nha các bác. 27 x 13/8 như vậy là 1m55 trở lên. Đi đẹp luôn. 50 cũng đi được. Thì 1m55 sẽ đi đẹp với chiếc xe này. Và đặc biệt là các bác nữ đi xe màu trắng này nó phù hợp. Rất đẹp luôn. Vành của nó là vành mạ. Vành mạ inox. Đũa cũng đũa mạ inox luôn, đũa rè mạ inox luôn. Rè của nó rè mạ inox, đũa cũng là đũa mạ nhá. Đèn phản quang màu đỏ này. Rè Nhật này. Trục lắp này. Trục lắp của nó đây. Lắp của nó là nhôm. Nhôm rất co. Rất chất. Chỉ càng lắp này nguyên zin theo xe luôn rồi. Lốc máy của Marusi nhá. Lốc máy của Marusi nha các bác. Con này pedal em để dọ hàng. Xe về chưa kịp lắp pedal. Vài giới thiệu cho các bác luôn. Tem chữ Marusi này trên nền màu đen này. Các mối giác cò tà ba ống này. Đấy, thép cổ nhá. Khóa hồng tháo lắp nhanh của cọc in này, nâng hạ cọc in này. Lốc máy Marusi. Hệ thống dây màu trắng luôn, dây của Nhật luôn các bác. Sơn màu trắng nguyên zin của nó nhá. Thiết kế cọc in cọc bô tăng cũng như là ghi đông của nó là dáng cào cào luôn các bác. Tay nắm cao su màu đen. Bộ vặn xả của 3 số đùm. Bộ vặn xả 3 số đùm các bác. Của Shimano Nexus. Mặt trước của khung là tem logo này, chữ M và Marusi. Có số khung phía trên. Phanh trước là phanh gọng C hai mảnh nguyên zin của đi compact nhá. Rè trước cũng là rè mạ inox rồi. Đũa rè cũng mạ luôn. Vành inox. Lốp là thông số 27 x 13/8. Lốp của SRC. Lốp của SRC. Xem bên mạn sườn này. Rồi lốp của SRC này. Lốp đang còn rất mới, rất đẹp đây các bác. Lốp Nhật đấy. À không, lốp này lốp của Việt Nam thôi. Lốp của Made in Việt Nam các bác. SRC, SRC, DRC là Made in Việt Nam nhé các bác. Thông số là 27 x 13/8. Thì thông thường là những xe, đặc biệt là dòng lắp này. Dòng Marusi, dòng lắp là xe thuộc dáng xe cổ. Cho nên là ra bãi thì nó cũng hỏng lốp là rất nhiều. Tuy nhiên nó có một số bộ như vành khung sườn của nó là nguyên zin thôi. Còn lại là bên em phải thay lốp. Có thể thay được lốp Nhật thì tốt. Còn không thay lốp sao vàng. Lốp tên tuổi để các bác đi yên tâm. Thông thường kể cả có lốp Nhật thì các bác cũng không thể đi mãi mãi nữa. Một hai năm thì cũng phải thay thôi. May ở trước của nó là may ở nguyên zin nhá. May ở nguyên zin của Shimano luôn. Đấy. Của Shimano may ở phát điện. Đèn của nó là đèn led đây. Đèn led. Này là đèn của Shimano luôn.
Đèn của Shimano đèn hai bóng LED, một bóng phản quang. Giỏ hàng của nó đây, giỏ hàng bán rộng của Bridgestone. Giỏ hàng inox luôn. Chân chống của xe là chân chống gọng thép. Gọng thép báng thép luôn. Sơn màu đen. Phanh sau của nó là phanh ổ nhá. Phanh ổ nguyên zin theo xe luôn rồi. Phanh ổ nguyên zin theo xe. Cũng là của Shimano thôi các bác. Hệ thống dây này, trục này. Lốc máy của nó này, còn cực kỳ chất, chất bon. Một chiếc dáng cào cào. Đấy. Mang mã số là E322. Và giá chiếc xe này là bán giao lưu với các bác là 7.500.000 đồng nhá. 7.500.000 đồng. Đùm 3 số, trục lắp. Chạy cực bền luôn. Các bác yêu thích mẫu này thì alo cho em. Số điện thoại chạy trên video ghim ở như phần tiêu đề. Các bác nhớ đọc và đón xem những video tiếp theo. Em sẽ giới thiệu các mẫu xe khác cho các bác xem. Vâng. Tiếp tục lại là một chiếc xe hàng nội trợ nhá. Lâu nay thì quay xe thể thao nhiều rồi. Thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một mẫu xe nội trợ Mini cào cào chạy Jaycura. Thương hiệu rất nổi tiếng của Bridgestone. Chiếc xe này full nhôm. Khung sườn chủ đạo của nó là màu tím rất đẹp luôn. Màu tím nhá. Với nước sơn bóng cực kỳ là chất luôn. Các bác đang xem video thì nhớ vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký kênh để follow những mẫu xe mới nhất bên em. Khi em giới thiệu cho các bác thì là em sẽ giới thiệu những chiếc từng chiếc một để em đi chi tiết về cấu hình cũng như là báo giá cho các bác để cho các bác chuẩn, nó không bị lan man, nó không bị mất tập trung. Các bác xem ưng mẫu xe nào thì các bác cứ alo cho em. Ngoài ra những mẫu xe em giới thiệu đơn thì em có thể là ghép lại những mẫu xe khác để giới thiệu cho các bác trên một video. Các bác nhớ đón xem nhé. Và mời các bác xem tổng thể của xe này. Đây là một chiếc Anbet của thương hiệu Bridgestone. Một thương hiệu hàng nội địa Nhật cực kỳ chất. Con xe này là nguyên zin full đồ nhá. Nguyên zin full đồ. Xe mang mã số là E513 nha các bác. Mã số của xe các bác nhớ là 513 nhá, E513. Đấy, các bác nhớ đọc mã số cho em. Kết bạn vào Zalo và nhắn cho em sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bác nữa. Thậm chí gửi ảnh cho các bác. Ngoài ra thì trên video em giới thiệu cũng là rất chi là chi tiết rồi. Các bác xem ưng được thì mua. Bởi vì trên video em giới thiệu như thế nào, hình ảnh xe như thế nào thì gửi đến cho các bác là y nguyên như vậy nhá. Nên các bác yên tâm. Bất kỳ các bác mua hàng, các bác cọc nhẹ cho em. Sau đó là ship tận nhà cho các bác. Các bác kiểm tra đồng shipper để thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên em. Em sẽ mang sang phần phía đầu xe. Xe này có trang bị giỏ hàng bản to, giỏ hàng inox luôn, giỏ hàng Nhật nhá. Thương hiệu giỏ hàng này của Mizanta. Đây là một chiếc Bridgestone form lớn, dáng cao cao, dành cho người có chiều cao là khoảng từ 1m55 trở lên nhá. 1m55 trở lên là đi chiếc xe này ok đẹp nhá. Chỉ 1m50 với thông số bánh này đi không hợp. Vì bánh này là bánh 27 cơ. Mạng sườn trái của xe đây các bác. Rè của nó rè Nhật nguyên zin, rè nhôm nhá. Xe đang còn khóa. Xe đang còn khóa phía sau, khóa chống trộm. Bây giờ em sẽ đi chi tiết cấu hình của xe cho các bác xem. Đấy. Cọc in và là nguyên zin nhá. Cọc nhôm trắng này. In là in béo, nguyên zin theo xe luôn. In có hai sóc so, hai sóc lò xo. Đấy, có bọc cao su, đệm sóc bọc cao su nhá. Nguyên zin theo xe. Khóa hồng thì là khóa hồng của khóa chống trộm là khóa của Bridgestone luôn, khóa của hãng luôn. Đang còn rất nhạy. Lát sang bên mạng sườn trái em sẽ test khóa cho các bác xem. Ở đây là khóa hồng tháo lắp nhanh của cọc in này. Đấy, tháo lắp cũng như chỉnh sửa nâng hạ cọc in rất dễ dàng nha các bác. Nguyên zin theo xe luôn. Gác ba ga của nó là gác ba ga gọng inox này. Maximum của chiếc gác ba ga này nó ghi thông số là 18 kg. Tuy nhiên là vẫn đèo người bình thường thôi nha các bác. Với dòng xe này thì người ngồi sau là 40-50 cân ngồi vô tư, không vấn đề gì đâu. Rè của nó là rè nhôm của Nhật luôn. Đuôi rè có một chiếc đèn phản quang màu đỏ này.
Đũa rè của nó là đũa rè nhôm mạ, nhôm mạ sáng choang luôn. Thông số bánh lốp của nó đây, lốp là lốp của hãng luôn rồi, lốp Bridgestone, lốp Nhật. Thông số của nó là 27 × 13/8 nhá. Vành của nó là vành inox, vành inox của Bridgestone luôn. Thông số cũng 27 × 13/8, nguyên zin. Nan hoa thì là inox chân đồng, chân chống của nó là chân chống kép, mạ inox luôn. Cùi đè của xe là cùi đè của Shimano rồi. Con này nó chạy đùm, chạy đùm 3 số. Đùm của nó là đùm 3 số của Shimano đấy. Đúng rồi, đùm 3 số của Shimano. Để nó vay mất tem chữ rồi. Tuy nhiên đùm của hãng này là đa phần là của Shimano, mà nó là chủ yếu là Shimano Nexus nhé. Dây của Roa đây các bác. Dây của Roa thì là ưu điểm của nó là rất bền, rất bền. Cái chiếc dây của Roa này các bác chạy vô tư, hàng chục năm là nó mới bị ăn mòn rồi. Lốc máy là lốc zin rồi, lốc của Bridgestone luôn. Đấy, Bridgestone. Chắn này, chắn xích, à chắn dây, chắn ốp lốc của nó này là một miếng nhựa nhá, là một miếng nhựa Meca trong suốt. Đùi của nó là đùi nhôm nguyên zin theo xe rồi. Đấy, đùi nhôm nguyên zin theo xe này. Tem chữ của nó khắc mặt sau của đùi. Pedal xe là pedal gọng nhựa đặc nhá. Phản quang hai mặt của nó là màu vàng. Khung sườn của nó khung sườn nhôm này các bác này. Đấy, nước sơn bóng của nó này, màu tím này, rất đẹp này. Tem kiểm định BA, tem Nhật này. Thông số tem khác ở bên Nhật. Tem xốp này, tem hãng này. Đấy, tem xốp của công ty này. Asahi. Tem chữ Anbet này. Màu đỏ này, đỏ hồng. Đấy, tem chữ Bridgestone của hãng này. Ngoài ra còn có website của nó này nhá. Kỳ chất các bác. Đi đến phần phía trên. Em chống lại xe cho nó chắc chắn, chừa đá. Ok. Đây, cọc in và xin lỗi, cọc pô tăng và ghi đông. Thiết kế theo hình dáng gọi là mini nội trợ cao cao. Dáng này dáng cào cào nha các bác. Tay nắm là nguyên zin của nó này. Tay nắm cao su của Bridgestone luôn này. Đó. Hai bên đang còn nguyên zin nhá. Xe sử dụng bộ vặn xả nha các bác. Bộ vặn xả đùm 3 số. Đấy, của Shimano Nexus. Shimano Nexus đang còn mặt kính, còn chữ nhá. Chung zin của nó này. Chung zin của nó rất kêu, chung kéo. Mặt trên nắp của nó là mạ đồng. Tay phanh là tay nhôm rồi, nguyên zin rồi. Hệ thống dây phanh là dây màu tím, dây của Nhật luôn. Đấy, hệ thống dây của Nhật luôn đang còn rất đẹp. Giỏ hàng của nó là giỏ hàng bán to của Bridgestone. Giỏ hàng bán to của Mizanta các bạn. Giỏ hàng Nhật. Đấy, chiếc xe này có thể là ở bên Nhật họ đã lắp sang giỏ hàng rồi. Của Mizanta rồi. Bán to luôn. Đèn xe là này. Đèn LED các bạn. Đèn LED một bóng. Đèn LED của Mizanta luôn. Cũng là một thương hiệu nội địa Nhật. Đi vào đêm rất sáng đấy. Phanh trước của nó là phanh gọng xe 3 mảnh, nguyên zin theo xe. Máy ở trước là máy ở phát điện. Máy ở phát điện nhá, nguyên zin theo xe luôn. Thông số của bánh trước thì như bánh sau thôi, lốp Bridgestone. Thông số là 27 × 1/3/8. Vành là vành inox. Nan hoa inox chân đồng luôn. Logo của Bridgestone này, mặt trước của khung này các bác này. Đấy, số khung này trên mặt trước luôn, ở phía trên logo là một miếng nhôm chữ B nhá, miếng nhôm vòng tròn chữ B này. Đấy, thông số khung của xe này, trước của khung luôn này. Con này hệ thống dây của nó là đi âm sườn rồi, hệ thống dây phía sau nó đi âm sườn nha các bác, rất đẹp. Bản nhôm hộp khung võng gióng chéo là một hộp quả chám rất đẹp. Đấy, lốc máy này. Lốc máy của nó này các bác. Đó. Nguyên zin của Bridgestone luôn. Khóa này em test khóa cho các bác xem này. Đây nó có cái lẫy này, các bác ấn xuống này. Kéo rất nhẹ luôn. Đấy. Khóa rất nhạy luôn, khóa nguyên zin theo xe, khóa của hãng luôn. Đấy. Phanh sau là phanh nhưng cũng của hãng luôn, phanh ổ bi. Phanh này dán tem của hãng luôn, nhưng phanh của nó là phanh Shimano nha các bác. Shimano nguyên zin. Made in Japan luôn các bác.
nó dán tem hãng Bridgestone này, nó là của phanh sau của nó là phanh của Shimano. Chân chống của nó là chân chống kép rồi. Cái mối hàn vây cá này, khung sườn nhôm này, rất đẹp đấy các bác. Còn này màu tím phủ, màu tím sơn bóng. Nhìn rất mới, rất đẹp luôn, như thế là xe đang còn độ mới lên đến 90% đấy các bác. Rất chất nhá. Và giá chiếc xe này em bán giao lưu với các bác là 6 triệu đồng nhá. 6 triệu đồng đã bao gồm phí ship. Các bác ưng thì ok cho em. Đấy. Em đọc giá để bán, để các bác nào ưng mẫu xe này thì nhắn vào Zalo hoặc gọi điện cho em. Số điện thoại em ghim ở trên video đấy, ghim phần tiêu đề các bác nhớ đọc nhá, và đón xem những mẫu xe tiếp theo, các dòng xe thể thao cũng như xe nội trợ, xe trẻ em.